bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Khu vườn nhỏ có chút hoa, chút cỏ, chút bình yên dù bạn đến lúc sớm mai hay chiều tà. Ở đây mình kể nhau nghe những câu chuyện tình yêu. Mong bạn luôn yêu thương bản thân cho những gì đã qua và cho những gì sắp đến. Vui vì đã đến chơi với mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề là người bạn nghĩ có còn nghĩ tới bạn hay không. Thì ở đây thì cái người bạn nghĩ thì mình cũng không có mặc định người đó là người bạn còn kết nối hay là người đứt kết nối rồi. Mình chỉ mặc định là một cái người vậy thôi ha. Thì mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn muốn ha. Mình sẽ để sử dụng ba lá bài khác vào sau. Xin chào các bạn chọn tập số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để là bình luận cho mình ha. Thì người bạn nghĩ thì có nghĩ tới bạn hay không ha. Một kiếm tám cốc, người đưa tin gậy. Nếu mà bài lên như vậy mà hỏi mình á là cái bạn này có còn nghĩ tới bạn hay không á, mình thấy là có. Nói chung là thấy một kiếm lên thì cũng nghi là có rồi, tại vì một kiếm thì thường là phải có nghĩ tới, nó liên quan tới suy nghĩ mà. Nhưng mà khi mà qua tám cốc với người đưa tin gậy thì mình hơi lăn tăn ở cái chỗ là, bởi vì tám cốc thì nó sẽ hơi kiểu gọi là dùng dằng, nghĩ rồi thôi, nghĩ rồi thôi, rồi sau đó khi qua người đưa tin gậy thì mình cảm giác có một cái sự sao nhãng hoặc là một cái sự thiếu tập trung. Tức nghĩa là bạn này sẽ không phải là thiếu tập trung mà là bạn này đẩy cái sự tập trung đó qua vào một cái khác á. Giống như ví dụ như là bạn đó đang nghĩ về bạn, xong cái bạn đó lắc cái đầu đi, cái bạn đó nghĩ qua chuyện à bây giờ mình còn phải nấu cơm, quét nhà, rửa chén, ví dụ vậy. Thì bạn đó đẩy cái sự tập trung nó qua cái khác, thành ra bạn đó thiếu tập trung vào cái thứ gọi là suy nghĩ về bạn. Mình thì cũng chưa có mặc định là mối quan hệ giữa bạn với bạn này là cái gì, tại vì nếu mà dịch gọi là người cũ á, thì tức nghĩa là có nghĩ về và cũng mong muốn là mong muốn ở đây tức nghĩa là kiểu giống như chỉ có mong muốn là không biết người ta có còn nghĩ tới mình nữa hay không. Tức nghĩa là ví dụ như mình nghĩ mình với bạn chia tay rồi, bây giờ bạn này nghĩ về mình hoặc là mình nghĩ về bạn, xong cái mình nói không biết giờ bạn có còn nghĩ về mình không, cái mình thôi, vì kiểu như vậy ha. Còn nếu mà mình với bạn còn quen á thì kiểu giống như là mình nghĩ về bạn, nhưng mà có thể đây là một cái mối quan hệ đầu 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 ở đây, tức nghĩa là nó mới đầu vào thôi, nó chưa đâu vào đâu hết, thành ra giống như đó là có thể giống như mình thích bạn nhưng mà mình cũng không biết là mình gọi là mình với bạn có cơ hội gì hay không, và có khả năng cao giống như đó là mình với bạn sẽ kiểu giống như cũng không có chắc là sẽ đi đâu về đâu á, thành ra giống như đó là nhiều khi nghĩ về bạn nhưng rồi lại thôi. Nó có một cái sự gọi là không phải là người ta không muốn nghĩ về bạn nữa, nhưng mà giống như nó còn mới lắm, nó còn sớm lắm, nó còn chưa có một cái cơm cháo gì ở đây hết, thành ra cái việc mà nghĩ về nó còn rất là gọi là có nghĩ nhiều cũng không có được cái gì đó. Tức nghĩa là cái suy nghĩ của bạn này nó là như vậy rồi. Một số trường hợp nữa đó là nếu mà bạn này mình dịch với cái tâm thế là người mà có cái gì với bạn, tại vì một kiếm và tám cốc tức nghĩa là có lục đục nội bộ, có những cái vấn đề gì đó, thì có khả năng theo kiểu giống như là ví dụ như bạn này, giữa bạn với bạn này có những cái vấn đề mình nghĩ nó cũng hơi hơi cấn cấn đi, nhưng nó đã chia tay hoặc là đã dứt rồi. Dứt ở đây tức nghĩa là tạm thời đứt kết nối, tạm thời ngưng liên lạc, tạm thời một cái thời gian nó đã là sống yên bể lặng, hoặc là một cái thời gian nó yên tĩnh, tức nghĩa là cãi lộn xong rồi ngưng, cãi lộn xong rồi cắt ngắt kết nối, cãi lộn hoặc là không cãi lộn gì hết nhưng mà ngưng tìm hiểu, thì cái người này họ vẫn nghĩ về bạn, nhưng mà cái kiểu của họ đó là ừ thì tao nghĩ vậy thôi, nhưng mà
Tao có làm gì không thì mình nói không nha. Tại vì người đưa tin gậy là kiểu tao phải thấy động tĩnh, tao phải thấy cái tâm của tao có cái động tĩnh, hoặc là tao phải thấy cái tâm tao có cái hứng thú gì đó với cái động tĩnh của mày. Tức nghĩa là phải có một cái gì đó gọi là manh mối, là thu hút, là chú ý. Ví dụ như mình với bạn cũng ngàn năm không liên lạc, xong cái tự nhiên một bữa, một ngày đẹp trời, mình thấy bạn thả tim vô vô tương tác xã hội với mình đi, tương tác trên mạng xã hội đi, thì mình mới nói là à, ở con này nó có tương tác với mình nè, để mình giả bộ mình tương tác lại. Tức nghĩa là tôi phải có một cái dấu hiệu, bạn cũng phải có một cái dấu hiệu, thì nó là một cái điểm hoặc là một cái tín hiệu thì ok. Chứ còn nếu mà chỉ là một cái sự tương tác mà ngàn năm mới một lần, xong rồi cái ngàn năm sau không thấy lần nữa, thì người này có vẻ giống như họ cũng hên xui. Hên xui đây tức nghĩa là bản thân họ nói vậy luôn á, tức nghĩa là ừ hên xui, hên thì tao làm mà xui thì thôi, xui thì tao làm, hên thì thôi. Tùy tâm lắm. Tại vì cái bài này mình nói thiệt là mình không có thấy một cái động lực, mình cũng không có thấy một cái tâm mà theo kiểu giống như là tôi cảm thấy rất là thích, tôi cảm thấy rất là mong muốn, tôi cảm thấy rất là nặng nề về suy nghĩ với bạn. Tức nghĩa là trong đầu tôi lúc nào nó cũng lẩn quẩn lanh quanh về bạn là không nha. Còn một cái ý nữa mà mình nhìn ngay từ đầu, mình nhìn vô lá một kiếm này nè, là cái một kiếm này nó lụi qua con quạ nha. Nhưng mà nếu mà mình giải bài theo kiểu là nó lụi qua con quạ thì nó sẽ hơi khác một chút xíu. Tức nghĩa là mối quan hệ giữa bạn với người này nó đã có một cái gọi là một cái final blow á, tức nghĩa là một cái cú gọi là cú đòn chí mạng á. Tức nghĩa là một là đã gọi là tôi với anh chia tay, hoặc là tôi với anh chấm dứt tại đây nha, hoặc là tôi với anh là nguệch tẹt banh xác nha, thì cái người này họ vẫn nghĩ về bạn. Tại vì tám góc với người đưa tin gậy là nó chưa có quên cái final blow đó, tức nghĩa là cái cú chót đó đó, cái cú mà dứt điểm đó đó. Nhưng mà kiểu giống như là nghĩ tới là thôi nha, nghĩ tới là kiểu giống như là ở thôi nha, dẹp nha, tức nghĩa là nó vẫn còn cấn đó. Kiểu giống vậy, còn cấn đó. Mình dùng được từ là cấn cấn đó. Có còn nghĩ về bạn hay không? 10 góc ba lá sau thì mình cũng không có mặc định là người này hay là người kia nha, mình vẫn ma giải theo kiểu là một cái năng lượng mới thôi. Thì ở đây thì chúng ta có 10 cốc, 10 cốc 6 gậy và The Magician. Trời, The Magician mà nó vẽ như kiểu hèn chi. Đối với ba lá này á, thì mình cảm thấy là đầu tiên á, là bản thân của cái người này, mình thấy là nếu mà nói nghĩ về bạn thì mình cảm thấy nó là một cái suy nghĩ nó luồn qua kẽ hở thôi. Tại sao mình gọi là luồn qua kẽ hở? Tại vì mình cảm thấy cái người này không có một cái cuộc sống thiếu thốn cái gì hết. Bài người này lên rất đẹp và họ cũng đang có một cái cuộc sống mình gọi là nó hơi viên mãn. Mình cũng không biết dùng từ nào khác, nhưng mà dùng từ hạnh phúc thì nó không đúng, mà dùng từ sung sướng thì nó hơi sai. Nó không phải cái tâm, cái người này không phải là người đang sung sướng. Người này là một cái người kiểu giống như là tôi đang có mọi thứ rất ổn vậy đó. Cuộc đời tao mỗi ngày vẫn thức dậy đi làm, ăn cơm, rửa chén, quét nhà, mọi thứ nó đều ok hết. Tao không thấy thiếu cái gì, tao không thấy có vấn đề gì. Đối với tao mọi thứ đều rất là bình thường như là cái phường. Thì vấn đề nằm ở chỗ là tại sao mình vẫn nói là cái suy nghĩ của người này nó về bạn nó giống như là một cái gió luồn qua 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 khe hở. Tại vì mình thấy cuộc đời của người này hoặc là cuộc sống của người này nó đang bận rộn, hoặc là nó đang xoay quanh một cái mảng nào đó thôi. Tại vì sáu gậy và magician thì thường phải dính tới công việc, hoặc là người này là người của công việc, hoặc là họ là người có lý tưởng sống, hoặc là họ là người luôn có những cái deadline, những cái lịch trình, những cái thứ tự phải ưu tiên, những cái gì sắp sao, những cái gì sắp trước. Sáng đi làm, chiều quét nhà, nấu cơm, giặt đồ, đi gym, đi bơi, đi nhảy, đi làm gì đó không cần biết, đi học thêm học bớt. Mình cảm giác cái lịch của người này rất nhiều thứ, và thật ra cuộc sống của người này cũng rất nhiều thứ, chứ không phải là một cái cuộc sống mà nó chỉ là một cái gì đó thôi. Mình cảm giác người này có rất là nhiều cái mình bị đau họng, thành ra cái giọng của mình nó cứ lên xuống tùm lum la, nó có lúc nó khàn nữa. Thì mình cảm giác là cái người này họ họ mang tưởng tượng giống như là cuộc sống của họ nó đang là một cái lịch trình nó ổn hết rồi, thành ra bạn nó cũng chỉ là một cái mình gọi là một cái tích tắc cũng được trong cái khoảnh khắc đó. Ví dụ như mình đi ngang cái chỗ đó, mình thấy bạn, mình nhìn thấy bạn, xong rồi cái hoặc là mình giống như ví dụ mình tình cờ mình thấy bạn, hoặc là mình tình cờ mình đi lại cái chỗ nào đó mà nó gợi về bạn, hoặc là một cái vật thể, một cái gì đó nó gợi về bạn, thì mình nhớ. Rồi sau đó mình rời khỏi cái chỗ đó, hoặc là mình xong cái việc đó rồi thì nó hết.
Mình nói thiệt là mình không có cảm nhận được cái năng lượng người này nhớ về bạn theo kiểu là nhớ nhung nha. Nó chỉ là một cái nhớ giống như kiểu là memory gì đó, là ký ức đó, hoặc là kiểu giống như là một cái flashback, một cái hình một cái hồi tưởng, giống như chiếu phim vậy đó, giống như chiếu phim vậy đó, chiếu qua một cái rồi hết hết phim thôi. Thật ra dùng từ memory thì cũng không đúng lắm, nhưng mà ý của mình ở đây đó là mình nghĩ chứ flashback thì nó ok hơn, nhưng mà ý của mình ở đây đó là một cái hồi tưởng hoặc là một cái ký ức, một đó là kỷ niệm, ký ức kỷ niệm cũng được luôn, tại vì nó không có một cái gì đó gọi là hận thù ghét chua gì đây hết. Ví dụ giống như là à ngày xưa tôi từng từng chơi với người này, à ngày xưa tôi từng kết nối với người này, ngày xưa tôi với người này có tìm hiểu, tôi có người này có làm việc chung, tới người này có những cái cảm xúc cảm giác ABCD vân vân, tức nghĩa là tôi vẫn có những cái gọi là kiểu giống như là những cái thiện cảm, những cái suy nghĩ về bạn rất ok. Và tôi tự hỏi là bây giờ cái người này không biết họ đang sao ha, họ đang như thế nào, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua vậy thôi, tại vì người này họ nghĩ là có thể cái câu chuyện này nó cũng chỉ tới đó mọi người, tới đó thôi, tức nghĩa là mình không biết sao, nhưng mà mình thấy có thể kiểu giống như là chỉ có thể giống như là nó tới nó dừng câu chuyện này, nó dừng rồi, nó không có tới nữa, nó không có thêm nữa. Và giống như họ nói là bây giờ bạn đi đường bạn, tôi đi đường tôi, chúng ta cũng đã có thể không có nhiều cơ hội để tương tác, và chúng ta cũng chỉ ở đâu đó thôi, nó dừng lại ở đó. Thành ra giống như là bây giờ tôi cũng không nhảy vô cuộc đời bạn, và bạn cũng không thể nhảy vô cuộc đời tôi, hoặc là giữa bạn với bạn này có những cái khoảng khoảng cách. Mình không biết là khoảng cách về cái gì, nhưng chắc chắn không phải khoảng cách về địa lý nha. Tại vì bài này lên mình cảm giác là có cách để liên lạc, nhưng mình không thấy có sự liên lạc, và mình cũng không thấy có sự tương tác. Mình chỉ cảm giác giống như ví dụ như là ví dụ như bạn làm trong chỗ đó, mình vô mình mua đồ, xong rồi mình mua đồ xong của bạn thì mình đi, thì đâu khi nào mình gặp lại bạn đâu, đúng không? Thì kiểu đó nó giống như vậy. Và mình cảm giác giống như là à, tôi có nghĩ về bạn này với một cái hình ảnh rất là tốt, rất là đẹp, và nếu có cơ hội gặp lại, kiểu giống như chỉ là một cái nếu xẹt qua cái là hết, chứ không kiểu giống như là ước gì mình được gặp lại anh này hay em này. Không có nha, không có nha, cái bạn bạn này là không phải theo cái kiểu đó ha. Thì để mình thử mình lên coi cái lá lời khuyên cho mấy bạn, hoặc là cái thông điệp dành cho mấy bạn ha. Đây là cái lá mấy bạn chọn. Cái lá mấy bạn chọn đó là Mighty compassion. In compassion lies the work true strength. In compassion lies the work true strength. Là khi mà bạn có đam mê, hoặc là có một cái compassion. Passion là đam mê, nhưng mà compassion nó giống như kiểu một cái định tính nó định hướng, nhưng mà nó không phải định hướng, nhưng mà kiểu giống như là một cái gì đó mà bạn rất là quan tâm hứng thú á, thì cái đó nó sẽ là cái kim chỉ nam, hoặc là giống như cái mà gọi là gọi là giống như ở đây là cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là sức mạnh nội tại đó. Giống như là bạn ở đây nó nói nó cho mình một cái cảm giác đó là nếu mà bản thân mình nghĩ cái lời khuyên ở đây giống như kiểu đó là có nghĩ về cái đó đi chăng nữa, có gọi là giống như cái trả bài này nói về cái việc đó là một người có suy nghĩ về một người kia hay không, thì mình cảm giác ở đây giống như đó là cái việc mà người đó có suy nghĩ về bạn hay không, nó sẽ không quyết định nhiều về cái việc mối quan hệ đó sẽ như thế nào ra sao, mà mình cảm giác giống như đó là chính người đó hoặc là chính bạn sẽ biết rõ được cái cảm xúc hoặc là cái mong muốn ở bên trong nó là cái gì. Giống như ví dụ như người đó có thể nhớ bạn rất nhiều, người đó có thể thương bạn rất nhiều, nhưng mà không có nói, không có làm, không có cái gì hết, thì nó vẫn cũng chỉ là trong lòng của người đó thôi, nó không có thể hiện ra ngoài, và nó cũng chỉ là người đó biết thôi, bạn không có biết. Còn nếu mà bạn nói là mình nói cho mấy bạn biết không, thì đó cái đó là cái mình nói cho mấy bạn biết, nhưng nó cũng không phải là cái người đó nói cho bạn biết. Còn nếu mà bạn đang mong chờ là người đó sẽ như thế này như thế kia, người đó sẽ nhớ bạn như thế này, hoặc là người đó sẽ mong cầu như thế này như thế kia với bạn, thì đó là cái mong muốn của bạn, chứ thật ra chưa chắc là cái mong muốn của người đó ha. Thì mình nghĩ cái lá này, cái thông điệp của nó hơi hai chiều một chút, nhưng mà mình nghĩ ở đây giống như là cái gì nó là sự thật ở bên trong á, thì nó sẽ luôn là cái sự thật đúng. Còn nếu mà cái mà gọi là chỉ là người trong cuộc biết thôi, hoặc là chính cái bản thân người đó biết thôi, hoặc là chính bạn mới biết thôi, kiểu giống vậy. Xin chào các bạn chọn tụ số 2. Thì đối với những bạn chọn tụ 2 ha, thì các bạn có thể nhấn tên đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình ha. Thì gọi là người bạn nghĩ tới có nghĩ tới bạn hay không ha. Hai kiếm, vua kiếm và 10 kiếm. Người bạn nghĩ tới có nghĩ tới bạn hay không? Bài lên có 3 lá kiếm thì chắc chắn là có suy nghĩ tới rồi. Nhưng câu trả lời của mình sẽ là không. Nghe hơi ngộ, nhưng mà mình sẽ thích. Dĩ nhiên câu trả lời phải là có,
Nhưng mà tại sao mình quyết định chọn không? Vì lý do là bạn này chọn không, bạn này chọn không mặc dù bạn này có. Bạn đi nghĩ về bạn nhiều, nhiều là đằng khác. Lúc nào cũng nghĩ hai kiếm, mười kiếm nghĩ hoài. Nhưng mà cái suy nghĩ của bạn này nó là một cái gì đó, nó là một cái gì đó mà mình cảm giác giống như là tôi không cho phép tôi nghĩ. Bạn này mang rất là nặng năng lượng của lý trí, ba lá là hết lý trí hết rồi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bạn này có phu kiếm này. Thành ra kiểu của bạn này giống như là nếu mà gặp lại, nếu mà có tương tác lại, chưa chắc đâu nha, mình chưa chắc là bạn này sẽ như thế nào với bạn, mình chưa biết luôn á. Tại vì thực sự bài bạn này lên mình cảm thấy đau, mình cảm thấy rất đau và mình cảm giác nó là một cái gì đó nó hơi tệ trong cái mặt cảm xúc đối với bạn này. À, hỏi bạn này có nghĩ về bạn hay không, mình cảm giác một cái năng lượng nó hơi thù nha, nó hơi thôi dùng từ thù là sai quá. À, một một cái năng lượng nó hơi ghét, nó có một cái gì đó gọi là hơi khó chịu đi, dùng từ khó chịu đi nha. Giờ mình cảm giác một cái năng lượng rất là khó chịu. Mười kiếm hình ảnh của một cái con không, vài con quạ đang mổ cái thi thể, và ở đây hai kiếm là một cái hình ảnh của một cái người họ bị cái cô gái này có vẻ như cổ bị mắc kẹt ở trong một cái gì đó không biết, giống như một cái giá, một cái vàng treo, một cái gì đó mà cây nó quấn ở dưới chân cổ rồi cổ đi không được. Và ở chính giữa là hình ảnh một ông vua kiếm đã có một cái bóng giơ kiếm thẳng và một cái cây kiếm ngang. Kiểu bằng hình dung đó, nó giống như là tại vì cái cây kiếm là cây kiếm thẳng nhưng mà cây kiếm để trong tay là cây kiếm ngang, rõ ràng trong bụng là có một cái bóng đó, tức nghĩa là cái bụng đó, là nó đã có một cái quyết định rồi, nhưng mà kiểu giống như là tôi giống như là cái cây kiếm chưa chém xuống thì là kiếm chưa chém. Nhưng mà đối với mình đó, hình ảnh của một cái vị vua mà cầm kiếm ngang đó, nó luôn luôn cho mình một cái cảm giác đó là tôi không muốn thay đổi cái quyết định của tôi biết là tôi có lý do để tôi thay đổi. Nhưng nó giống như kiểu là giống như tôi là vua nên tôi phải ra quyết định, giống như tôi không thể nào nói lưỡi hai đường, tôi không thể nào nói là mới hôm trước tôi nói quên rồi hôm nay tôi nói nhớ, mới hôm trước là như thế này ngày bữa nay là nói thế kia tôi đổi lời. Ở đây á, mình cảm giác là thành ra mình mới nói là người này có nhớ nhưng mà người này chọn là không, không phải người này hai lời đâu nha, mà là bạn này bạn đó biết là cái việc bạn đó nhớ là một cái gì đó không nên, hoặc là việc mà bạn đó nghĩ về bạn là một cái gì đó không nên, hoặc là kiểu giống như bạn với bạn này là một cái gì đó nó đã là cái gì đó rồi, nó đã rồi, nó nghĩa là chia thì quá khứ rồi đó, và bây giờ giống như là mười kiếm, tức nghĩa là câu chuyện này nó banh rồi, nó xong rồi, hoặc là nó đã ngẫm tèo lèo luôn rồi, thành ra không có cái lý do gì để nghĩ tới nữa, tức nghĩa là câu chuyện này quá rảnh rồi, quá rỗi rồi, quá xong rồi. Còn nếu không thì câu chuyện này là một cái kiểu là tôi với bạn đã có một cái hiềm khích, đã có một cái hiểu lầm, đã có một cái vấn đề nào đó đã xảy ra và lỗi chắc chắn phải thuộc về một trong hai bên và bên còn lại vẫn còn có vấn đề với bên kia. Tức nghĩa là một là chưa xin lỗi, hai là chưa giải quyết, ba là còn nan giải, bốn là còn những cái gì đó mà nó mập mờ, nó mập rõ, nó mập đen, mập tối gì đó. Nói chung là nó có những cái vấn đề nó vẫn còn khuất tất, tại vì bài còn hai kiếm và vua kiếm, tức nghĩa là một người vẫn còn giống như nãy mình nói là còn hận, còn ghim đó. Tại vì hai kiếm tức nghĩa là tôi vẫn chưa thấy được cái sự thật. Và tôi rất muốn tìm cái sự thật đó là vua kiếm. Thành ra mình cảm giác, còn nếu mà mình dịch theo chữ hận thù thì mình nói thẳng là mình cảm giác rất là cay cú khi mình dịch theo kiểu đó, tại vì mình cảm giác nó một cái gì đó nó hơi đen tối, nó hơi đặc đặc bỏng bỏng, và mình cảm giác giống như là nó không có nên như vậy. Mà là tại vì 10 kiếm tức nghĩa là đã kết thúc rồi thì cho nó xong đi, giải quyết, không có nên ghim hận thù. Thì mình cảm giác giống như nếu thật sự mà trong cái trải bài này mà cái mối quan hệ này đã có những cái vấn đề ABC nào đó rồi, dù là chưa quen, dù là đã quen, dù đã chia tay, thì mình cảm giác cái người nghĩ về cái người này có nghĩ về bạn hay không, mình chắc chắn ngày nào cũng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ, rảnh là nghĩ, có cơ hội là nghĩ, nhưng mà nó không phải là kiểu nghĩ một cách lành mạnh đâu, nó nghĩ theo kiểu là tao không muốn nghĩ về mày nhưng suy nghĩ nó cứ chạy trong đầu tao và tao sẽ cắt cái suy nghĩ này ra. Sau đó kiểu giống như là cắt 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 họ chiếu lại những cái cảnh phim mà không mấy vui vẻ, xong rồi họ dẹp, xong rồi giống như là có thể là khuya tối hay là những cái lúc nào đó mà nó trồi lên những cái cảm xúc mà không mấy tích cực thì họ lại cắt 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 cắt, cắt tiếp, tại vì hình cảm giác những cái gì mà họ nghĩ về toàn là những thứ đau thương, toàn là những thứ không có vui không mà, tức nghĩa là nó toàn là những cái cảnh bi không mà không có cảnh hài, và mình cảm giác người này nghĩ về nó chỉ mang cho họ cái cảm giác giống như là sốn ở trong bụng, đau lòng á, đau bụng á. Rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp ba lá kế. Mình có kỵ sĩ gậy, mình có the world, mình có nữ 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 gậy.
cái người này có nghĩ về bạn hay không. Nếu mà bài này lên mà hỏi mình có nghĩ hay không, mình sẽ trả lời là có nghĩ. Và mình cũng sẽ trả lời là hơi phân vân một tí. Tại vì cái năng lượng này nó hơi khác với cái năng lượng của ba lá hồi nãy. Mình cảm giác là nghĩ thì có nghĩ. Nhưng mà nếu mà mình nói nghĩ mà không thành động á thì nó sẽ bị sai với logic bài, tại vì hai lá này là hai lá gậy mà lá gì còn có ký kỵ sĩ gậy và nữ hoàng gậy mà nó không hành động thì nó kiểu giống như là bạn học lý thuyết nó là như vậy mà bạn nói là không hành động thì không được. Nhưng mà thiệt sự mình không cảm nhận cái năng lượng có hành động, hoặc là nó chỉ là cái suy nghĩ, cái cảm tính thôi. Tức nghĩa là tôi có nghĩ về bạn, tôi có muốn làm cái gì đó, nhưng mà không không ở đây mình không biết là bởi vì bên bạn cũng không và bên họ cũng không. Tức nghĩa là ví dụ như mình nói là mình với bạn đã ví dụ như mình thích bạn đi nhé, này không phải chia tay nữa mà là mình thích bạn, mình tính liên lạc bạn, mình tính thả tim, mình tính nhắn tin, mình tính kiếm cớ nói chuyện với bạn, xong mình nghĩ cho đã luôn 1.000 cách, xong rồi mình không làm gì hết, tại vì mình nói tại nhìn bạn này cũng đâu nhắn tin gì đâu, cũng đâu tương tác, cũng đâu nói chuyện, nhiều khi người ta còn thờ ơ với mình nữa, rồi bây giờ mình nhắn mình làm gì, nó có kỳ quá không, nó có như thế này nó như thế kia hay không. Tức nghĩa là có một cái sự gì đó nó hơi sượng, tại vì mình thấy ở đây có the world ở chính giữa, tức nghĩa là nguyên một cái gì đó nó bự chảng, một một cái thùng, một cái khoảng cách, một cái ranh giới, một cái giới hạn, một cái tật tự, một cái khuôn khổ, một cái khuôn phép nào đó nó đẩy hai bạn ra. Và thiệt sự bài này lên nhìn hai người này cũng không có liên lạc gì với nhau hết. Mình cảm giác một người thì nhìn bên trái, một người thì nhìn xuống đất là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một người ở dưới và một người trên, nữ hoàng gậy thì ở trên, kỵ sĩ gậy thì ở dưới. Tức nghĩa là bài này lên có một cái sự chênh lệch, đã gì còn thêm the world nữa, tức nghĩa là chênh lệch này rất là bự, mà nó phải là một cái gì đó nó rất là kiểu rủi ro và ranh giới á. Tức nghĩa là ví dụ như bạn thích bạn này là sếp bạn đi, thì bạn mày không là, ví dụ như bạn là cấp dưới, bạn là nam nó đi, xong rồi cái bây giờ bạn thích một cái người sếp nữ cấp trên, hoặc là một cái người đồng nghiệp nữ là lãnh đạo, gọi là leader của bạn, là trưởng nhóm đi. Bây giờ công việc nó đang rất là ok, bình thường, không có vấn đề gì hết, mọi thứ nó vẫn là bình thường. Xong bây giờ mình có thiện cảm với bạn, mình có thể có cảm tình rất tốt với bạn, nhưng mà bây giờ mình hành động một phát mà mình nói kiểu như là mình giả bộ mình cua đi, hoặc là mình thả thính đi, mà lỡ mà bạn không thích một cái là chết chết, đây là chết thiệt ở chứ không phải chết giả đâu, thì mình cảm giác cái năng lượng của cái tình huống này nó rơi vô cái tình huống đó đó. Còn bạn bây giờ bạn là sếp mình đi, bây giờ bạn là nữ đi nha, rồi bạn bạn thích mình đi, xong rồi cái bây giờ bạn không lẽ bây giờ bạn nói tao là sếp không, ở đây không có nói về cái vấn đề là sếp với cấp dưới, mà là kiểu mở lời làm sao mà cho khoai đừng sượng, mở lời làm sao mà cho mọi thứ nó bình thường thôi, hoặc là kiểu giống như là bây giờ ví dụ như mình hửi hửi mình thấy có cái mùi tình ứa giữa bạn với mình, cảm tình gì đó, nhưng mà bây giờ mình đánh tiếng bây giờ mình đánh tiếng làm sao, bây giờ mình có thích bạn, bây giờ mình phải đánh tiếng làm sao trong cái vị trí của mình, mà mình đánh tiếng làm sao mà cho nó ổn, thì phải có cách nào đó. Và bà này bà nghĩ nhưng mà bà cũng không hành động, kiểu giống vậy. Thành ra mình cảm giác giống như đó là mọi thứ nó giống như là một cái câu chuyện, nó rất là bạn tưởng tượng giống như là mọi thứ nó giống như là một cái gì đó, nó mình không gọi là nó đứng, mình cảm thấy hai bạn vẫn bình thường. Tức nghĩa là ví dụ như mỗi ngày hai bạn vẫn có thể gặp nhau, vẫn tiếp chuyện, lâu lâu vẫn có thể gặp nhau. Cái mối quan hệ này nó không có đứt nha, mình khẳng định là không có đứt, hoặc là nó chỉ là giới hạn về khoảng cách, hoặc là tạm thời lâu rồi không có gặp, hoặc là ít tương tác, chứ không thể nào dịch là mối quan hệ này chia tay rồi, hoặc là vì một cái lý do nào đó mà hai bạn đôi ngã đôi nơi là không có. Còn nếu mà bài này mà dịch mà theo kiểu là đã banh xác rồi thì thôi, đường ai nấy lo, là mạnh ai nấy sống đi mấy má, cách nhau một vòng trái đất luôn, ở the world đó, thì còn còn tiếc thương cái gì, kiểu giống như mấy má nè, mấy má là đã move on hết rồi, còn nấn ná cái gì, bây giờ có nghĩ tới thì cũng có đâu có mần ăn được cái gì nữa đâu ba, tha cho người ta. Tại vì mình cảm giác ở đây là năng lượng hai bạn nó đã tách ra rồi, thành ra khả năng cao mà hai bạn có nhớ gì nhau cũng chỉ là cái đầu của mấy bạn nó nói, hoặc cái trái tim của bạn nó nói là thôi tao không biết mà cái thằng người yêu mà 10 kiếp rồi tao còn không biết giờ nó có nghĩ tới tao không, chi vậy, không cần. Mình cảm giác ở đây nó có một cái gì đó nó rất là kiểu hơi 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 hơi, nói chung như mình nói đó, nó có một cái gì đó nó hơi không ổn. Còn nếu mà bạn với bạn này còn đang quen đã và đang còn quen thì nó sẽ vẫn còn một cái gì đó kiểu giống như là tôi sẽ tìm cách để nào đó để có một cái sự
thay đổi nào đó trong thời gian tới ha. Thì để mình thử mình coi coi là cái lá thông điệp của mấy bạn. Đây là cái lá mà mấy bạn chọn ha. Để coi coi thông điệp của nó là cái gì ha. Ever faithful, faithful, faith, faith, niềm tin đó, is the best of companion. Thật ra faithful có nghĩa là lòng trung thành đó, hoặc là nhất quán đó, luôn luôn trung thành, luôn luôn thành kính thì nghe ghê, nhưng mà nói chung faithful là chung thủy đó, mệt quá. Nhưng mà faith thì đó với mình đó là sự sự chung. Faith is the best of companion. Thật ra mình cảm giác giống như companion tức là đồng đội, là tính tính đồng đội, tính tính kết nối, hoặc là một cái sự gọi là giống như là chúng ta là một cái cộng sự đi. Thì mình nghĩ cái lời khuyên hoặc là cái thông điệp ở đây đó giống như là mình nghĩ là nó sẽ liên quan nhiều đến cái việc là cái cách mà mình hướng cái năng lượng mình về người ta và cách người ta hướng về mình. Giống như ở đây cái nó cái này nó nói là có niềm tin về nhau thì mới là đồng đội, hoặc là có một cái sự tin tưởng tín nhiệm, hoặc là một cái sự đồng lòng á, thì mới là được gọi là đồng đội. Thì mình cảm giác cái đó là sự quan trọng nhất trong một cái teamwork. Ai cũng vậy, ai làm việc cũng mong muốn là cái người mình tin tưởng, tin cậy mình làm việc chung, chứ ai đâu muốn làm chung với mấy đứa gian. Thì mình cảm giác ở đây trong cái câu chuyện của mấy bạn thì mình nghĩ nó đây đó, như là nếu mà hai người còn hướng về nhau thì là hướng về nhau, còn nếu hai người đã không có hướng về nhau nữa thì thôi đừng cưỡng cầu. Tại vì mình cảm giác cái lời khuyên ở đây nó mang tính thực tế thôi, tức nghĩa là những cái gì nó vốn dĩ giống như mình hướng về nhau thì mình nghĩ về nhau nó mới có nó mới ổn, chứ còn mình đã không hướng về nhau, mình có nghĩ về nhau giống như nãy mình nói thì thôi tha cho người ta đi mấy ba, hoặc cũng nên tha cho bản thân mình chứ đừng nên cố chấp và khiên cưỡng ha. Xin chào mấy bạn, chào tôi số 3. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì để coi gì. Cái người bạn nghĩ tới có nghĩ về bạn hay không? Một tiền, chánh kiếm, sáu tiền. Thật ra đối với bạn này á, thì mình sẽ trả lời là có nghĩ, nhưng mà nó sẽ nghĩ vào một cái thời điểm nhất định thôi, nó không nghĩ hoài, không nghĩ thường. Thứ hai nữa là một là trước khi ngủ nè, những cái thời gian mà bạn này một mình, những cái thời gian mà có cái gì đó nó hơi ám ảnh ở trong đây, nhiều khi nằm mơ cũng được, hoặc là mới sáng sớm, hoặc là những cái thời điểm mà nó phản phất cái dấu hiệu của việc là bị trigger, không biết dịch sao ta, bị trigger tức nghĩa là bị kích hoạt lên nó, kiểu giống như ví dụ như coi một cái, giống như đọc một cái câu nào đó ở trên mạng, hay là nghe một cái bài nhạc, hoặc là làm một cái gì đó mà nó vô tình hữu ý ha, kiểu giống như là nó là một cái, nó là một cái kiểu giống như lần sau ta, mình cảm giác giống như là cái người này họ sẽ nghĩ về bạn theo những cái cảm xúc nó theo cơn, nhưng mà mình cảm thấy người này, nói thiệt là mình cảm giác người này họ 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 sắp move on rồi, họ sắp rời khỏi cái năng lượng này rồi. Họ nghĩ về bạn nhưng mà nó hơi kiểu giá như, nhưng mà giá như này nó không phải kiểu là giá như chúng ta có thể quay trở lại ngày xưa, hay là nếu thì, hoặc là kiểu nếu thì tức nghĩa là nếu chúng ta thay đổi thì nó cho mình một cái cảm giác là tại vì mình nhìn sáu tiền á, mình thấy có nhiều con quạ và nhiều đồng tiền, mình nó cho mình một cái suy nghĩ là tao không biết tao nghĩ về mày có được gì, tao không biết là nếu thì nếu thay đổi thì sao, nếu giá như thì mọi chuyện nó sẽ có khác không, nhưng tao biết là nếu tao cho cơ hội thêm nữa, hoặc là tao cho người khác cơ hội thì nó là một cơ hội mới, còn nếu tao cho mày thêm cơ hội thì đó cũng chỉ là cho thêm một cơ hội nữa. Tại vì mình cảm giác ở đây là đã cho cơ hội rồi một tiền, thành ra không phải là chưa cho, mà bây giờ nghĩ về cái việc là có nên cho thêm hay không, kiểu giống vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình thấy là nếu đây là một mối quan hệ mà đã xong xuôi rồi, tức nghĩa là xong xuôi đây không phải là chia tay, nhưng mà đại loại nói chung là đã tạm thời nó có một cái gì đó rồi đi, rồi đây tức nghĩa là một là đã ngưng, đã hiểu rõ kết nối nó là cái gì, cũng cũng chưa là gì với nhau cũng được, thì người này họ nghĩ theo kiểu, nhưng mà thiệt ra mình thấy chính kiếm thì nó hơi mang tính van xin lại lục á, nên thành ra mình nói theo kiểu là nếu giả sử này là crush hoặc là thầm thích á thì cũng nằm trong đây luôn cũng được, thì nó hơi yếu, kiểu như là một mối quan hệ nó hơi
nó hơi kiểu ban ban sinh bố thí á, kiểu anh có thương em thì thương á, còn không thì thôi. Nhưng mà thôi mình không thích những cái năng lượng kiểu đó. Còn nếu mà mối quan hệ này nó đã bay, nó bay bay màu rồi, nó đã vì một cái lý do nào đó nó tạm tạm kết thúc, tạm ngưng, tạm dừng, thì mình cảm giác là người này họ nghĩ về cái việc là họ có nghĩ về bạn, và họ nghĩ về cái việc làm cái câu chuyện này nó giống như kiểu là anh hoặc là em gì đó có tương tác với tôi, nhưng tôi cũng mong đợi một cái sự tương tác nào đó lại. Tôi có qua thì anh có lại thì tôi có qua. Nó không phải là một mối quan hệ một chiều, nó không thể là một mối quan hệ một chiều. Nhưng có cái gì đó ở đây, cái hình ảnh con quạ nó chính kiếm, nó cho mình một cái cảm giác là một trong hai người hơi hơi thao túng, hoặc là hơi có một cái năng lượng là kiểm soát, hoặc là mong muốn người người kia sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Thì nó làm cho mình một cái cảm giác mối quan hệ này có người kèo trên, có người kèo dưới, hoặc là có một cái người giống như mình nói mang tính bố thí, một cái tình yêu mà kiểu giống như là ví dụ như là hôm nay muốn hẹn nhỏ A mà giờ nhỏ A nó bận, thính với nhỏ A nó bận, nhưng mà giờ thính với nhỏ B thì nó dính, thì thôi đi chơi với nhỏ B. Mình cũng không muốn dịch dễ lắm, nhưng mà cũng không biết phải nói làm sao. Nhưng mà giống như bạn không bạn mình không nói là người này có người A người B nha, 6 tiền ở đây, mặc dù mình nói là có nhiều con quạ, nhưng mà đại loại là giống như tôi thích bạn 70% thì bây giờ bữa nay tôi đi chơi với bạn cũng được, đâu có sao đâu, đúng không? Thí dụ như bạn thích người ta, bạn hơi hơi thích thích thôi, bạn giờ thằng đó nó rủ bạn đi chơi mà bạn thấy ok, bữa nay mình cũng chán, mình không có làm gì nhà thì mình đi chơi cũng được, đúng không? Thì kiểu giống vậy thôi, nghĩ vậy đi cho nó nhẹ nhàng nha, đừng nghĩ theo kiểu là con A đi con B đi. Nói chung là nhiều khi mình không biết ví dụ sao cho nó nhẹ nhàng, đầu óc mình nó nghĩ được có nhiêu đó à, tại vì giải bài nó gấp quá, mình không có nghĩ được cái gì nó khác được hơn á. Nhưng mà đại loại nó lặng vậy đi, thì mình cảm giác giống như là cái người này họ 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 nghĩ tới bạn, và họ nghĩ tới những cái sự lựa chọn, đến những cái sự cân nhắc, đến cái tình huống giữa cái mối quan hệ này kiểu giống như được đặt lên một cái bàn cân và được cân đo đong đếm ha. Rồi để mình thử qua ba lá kế nha. Nói chung thì cũng hơi không biết phải nói làm sao. Nữ hoàng cốc, bảy kiếm, ở lộn, bảy gậy với ba kiếm. Người này có nghĩ về bạn hay không, người bạn nghĩ tên có nghĩ về bạn hay không, đói bụng mọi người. Người bạn nghĩ tới ê, vui cái bài này vui. Người người bạn nghĩ tới có nghĩ về bạn hay không, thì mình sẽ nói là cái người trong cái lá bài này họ hỏi là tôi thì tôi có nghĩ tới cái người đó rồi đó, nhưng mà tôi không biết là cái người đó có nghĩ tới tôi hay không. Thật ra mình mới thấy mắc cười, kiểu giống như là bạn là cái người hỏi là cái người đó có nghĩ về bạn hay không, thì bài nó lên nó là cái người đó hỏi ngược lại là bạn có nghĩ về họ hay không, hay là bạn không nghĩ về họ nữa. Mình cũng không biết hai bạn là cái gì của nhau, nhưng mà đại loại là nó có một cái sự éo le hột men rồi ở đây, tại vì bài lên bị ba kiếm mà. Với lại nữa là nữ hoàng cốc hình ra nó hơi kiểu đa đoan á, bị đa đoan, bị hơi nghĩ nhiều, overthinking. Với lại thêm bị một cái nữa là bị the chariot á, thành ra kiểu không, trong lòng mình cảm giác ở đây nhiều năng lượng nước lắm. Cự giải nè, song ngư nè, hai cái lá này nó rất là nặng nề, trong đây cự giải với song ngư ha. Thì mấy má này thì nó hơi kiểu kiểu suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ mà kiểu như là nước tràn bờ đê luôn á, bê đê khắp một miền quê. Thì nó cho mình một cái cảm giác là khi mình nhìn vô nữ hoàng cốc á, mình cảm giác là cái người này họ có nghĩ về bạn, nhưng mà rồi sau đó họ lại the chariot, tức là họ dồn vô một cái khác, tức nghĩa là họ nói là, ok bây giờ tao nghĩ người này đã tao đã dành 1 tiếng đồng hồ để tao nghĩ về mày rồi, thì bây giờ phần còn lại là 23 tiếng tao sẽ không nghĩ về mày nữa. Tức nghĩa là người này có nghĩ về bạn gần như 100%, nhưng họ chỉ cho phép nó nằm trong một cái khung, một cái vùng, một cái giới hạn nhất định thôi. Chứ mình không nói là người này nghĩ bạn 1 tiếng đâu nha, mà là mình ví dụ thôi, tức nghĩa là một cái khoảng thời gian, ví dụ buổi sáng, buổi tối, buổi chiều, buổi trưa, ăn cơm, ngủ, trước khi ngủ gì đó, đại loại một khung giờ thôi. Bởi vì cái việc nghĩ về bạn không có mang lại một cái lợi ích nào thiết thực cho người này bị ba kiếm. Tức nghĩa là nghĩ về bạn nhiều quá nó mệt cái đầu lắm. Ba kiếm nó đau cái bụng, nó đau cái lòng, nó đau cái tim, nó đau cái gan phèo phổi gì của bạn này. Và bạn này cảm giác giống như là cái việc nghĩ về nhau nó cũng không có hữu ích gì đâu, nó chỉ làm cho cái câu chuyện này thêm phức tạp, giống như kiểu giống như là tao đã overthinking quá rồi, tao không muốn overthinking thêm nữa.
Và tao chỉ muốn gọi là mọi chuyện nó kiểu giống như là được nhẹ nhàng hơn. Thật ra ba kiếm ở đây nó là con quạ này chết chắc rồi, ba cái kiếm lụi vô mà lấy đầu sống. Nhưng mà đại loại là kiểu nói thiệt, trong bụng khi mình nhìn thấy ba lá này mình thấy move on rồi, mình thấy mọi chuyện kiểu giống như là nếu chúng ta có gặp lại nhau thì tổn thương ngày xưa nó vẫn còn ở đó nha, tao không có quên, hoặc là những cái vấn đề ngày cũ là tao vẫn còn đó nha, tao chưa có hết ha, thì tao cũng không mong đợi gặp lại mày. Ở đây không mong đợi không phải là tôi nhìn thấy bạn là tôi sẽ xách cái quần tôi đi, hoặc là tôi sẽ chửi vô mặt bạn, không có, hoặc là tôi sẽ có cái gì với bạn. Nhưng mà mình nói không mong lợi ở đây tức nghĩa là không sẵn sàng để gặp. Bạn này có một cái năng lượng không hề sẵn sàng, mình không hề thấy cái năng lượng sẵn sàng luôn. Mình từng giải cái lá Desire đó trong cái bộ bộ bài này, nó cho mình một cái cảm giác rất là nặng nề, nặng nề và không di chuyển. Tức nghĩa là bạn tưởng tượng nha, Desire đó là hành động và di chuyển nhanh, nhưng mà khi mình nhìn vô cái lá Desire đó này nè, chim thì bay trên trời, mà bây giờ hai con chim này nó kéo cái xe đi, bạn thấy nó vô lý không? Mà cái bánh xe thì lại bằng đá, bạn thấy nó kéo cỡ nào, chim thì nó bay, thà giống như gắn hai con chim này rồi ông nội này ông đu lên con chim ông bay thì mình thấy nó còn hợp lý. Còn cái này kiểu giống như chim thì cho nó bay đi, không bay đâu mà cho nó kéo cái xe rồi nó kéo bơ tiết biết bao giờ, mà đã vậy xe này đang lên núi nữa mấy má. Thì nó cho mình một cái cảm giác giống như là trời ơi cái suy nghĩ này nó rất là chậm, nó rất là rề rề, hoặc là cái câu chuyện này nó còn nó cái gì nó chưa có xong, hoặc là nó rất là khiên cưỡng, nó rất là khiên cưỡng luôn. Thành ra mình cảm giác giống như là nếu thật sự giữa bạn với bạn này nó có cái gì với nhau á thì nó sẽ kiểu giống như nó không có sẵn sàng đâu, nó thật sự là cái gì đó nó không có sẵn sàng đâu, nó không có ok đâu, nó còn cái gì đó nó kỳ cục lắm. Và mình cũng cảm giác giống như là nếu thật sự giữa bạn với bạn này có những cái gì đó mà nó có những cái gì đó mà nó có những một cái gì đó mà nó lăn tăn thôi. Mình không biết là hai bạn chia tay hay còn quen hay là tạm dừng, nhưng mà dù là hai bạn đang ở cái vị trí nào á, thì nó cũng là một cái sự chưa sẵn sàng thôi. Nếu mà hai bạn chưa quen á, thì mình nghĩ một trong hai bên còn tổn thương nhiều, hoặc là còn những cái tổn thương, còn những cái vấn đề họ biết là họ có vấn đề và họ đang giải quyết. Còn nếu mà hai bạn đã có vấn đề, đã quen, đã tìm hiểu mà đã có vấn đề, đã chia tay hoặc là đã trục trặc thì người này vẫn nghĩ về bạn, nhưng mà theo kiểu là nếu có một cái thời điểm nào đó tốt đẹp hơn, một cái ngày đó nắng đẹp, gió đẹp, khung cảnh đều đẹp, mọi thứ đều ok, và tôi đã tương đối ok với cái việc mà tổn thương đó, tôi không có chữa lành ở đây nha, tôi không có lành nha, ba kiếm là không có lành đâu nha mấy má. Thành ra nãy mình nói tôi vẫn còn nhớ cái vết thương đó, chỉ là tôi chấp nhận được cái chuyện đó thì tính tiếp. Nói chung thì cái má này thì nói chung trong ba tụ thì mình thấy năng lượng của tụ ba mình thấy ok. Quên, đây là cái lá bài mà bạn chọn, thông điệp của mấy bạn ha. Spinning the Dharma wheel, what you think you become. Đây là một cái câu rất là nổi tiếng ha. What you think you become. Bạn nghĩ như bạn là cái gì thì bạn là thế đó. Chuyển luân xa, spinning the Dharma wheel là chuyển luân xa, là bánh xe số phận á. Nói chung dịch cho vậy cho mọi người hiểu ha. Thì bây giờ mình cảm giác cái câu này á, mình nghĩ nó giống như là một cái lời nhắn nhủ hơn là một cái lời khuyên. Không, thật ra nhắn nhủ với khuyên thì nó cũng vậy thôi. Tức nghĩa khùng không tự nhiên khùng người đâu. Mình nghĩ là vậy nè, thuận theo tự nhiên. Nếu mà hiểu theo là cái vòng quay số phận thì nó là hãy hãy để cho mọi chuyện được tự nhiên, sẵn sàng đến thì sẵn sàng đến, mà đã đi rồi thì để cho nó đi ha, mà đừng đừng khiên cưỡng. Còn nếu mà cái câu what you think you become á, thì mình nghĩ là lời khuyên của nó là trong cái câu chuyện giữa bạn với bạn này thì mình nghĩ là nếu mà bạn muốn làm thì bạn cứ làm, còn nếu bạn nghĩ bạn chưa sẵn sàng thì bạn chưa làm. Nếu họ nghĩ về bạn, họ muốn liên lạc với bạn, họ muốn tiến về bạn, họ muốn cái gì đó với bạn thì họ sẽ có cách, còn nếu mà họ cảm thấy chưa đủ cách thì họ chưa làm gì thôi. Mình nghĩ là bản thân bạn cũng đừng nên nghĩ cái thứ quan nguy hiểm nhất ở trong cái câu này á, nó ghi là what you think you become á, tức nghĩa là nếu bạn nghĩ bạn tệ bạn sẽ là người tệ, nếu bạn nghĩ bạn chưa quên bạn sẽ chưa quên, nếu bạn nghĩ bạn mắc kẹt trong mối quan hệ này bạn sẽ mắc kẹt trong mối quan hệ này, bạn nghĩ bạn còn giận còn buồn còn hận còn trách còn thù oán còn gì đó thì bạn còn đủ hết. Còn nếu bạn nghĩ là tôi có thể tha lỗi, tôi có thể move on, tôi có thể tiếp tục, tôi có thể rời đi, tôi có thể chấm dứt, tôi có thể chữa lành, tôi có thể phục hồi, tôi có thể thay đổi, tôi có thể có người yêu mới, tôi có thể gì đó đó thì là vậy thiệt á, thiệt á. Nếu mà bạn mong muốn bạn thay đổi thì nó sẽ thay đổi, dĩ nhiên là trong một cái chừng mực nào đó có thể thay đổi, chứ không phải là giờ tôi muốn yêu người sao hạng A, tôi muốn thành hoa hậu, tôi muốn thành cái gì, nó cũng phải thực tế nha mọi người. Thành ra mình nói ở đây để cho mọi người hiểu đó là khi mình mong muốn cái gì đó thật sự nhiều và mình đủ cái năng lượng đi, tức nghĩa là công sức mình đổ vô chứ không phải là cầu xin van xin ha, đủ cái sự cống hiến,
đủ nỗ lực thì nó sẽ thành sự thật, còn còn ngoài mong chờ không thì có sung gụng nha.